Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật bãi tới Dương, cũng như là các bác yêu quạt Nhật nội địa, những cái dòng sản phẩm mà các bác đang muốn săn tìm thì cửa hàng em lại lên sóng và báo giá luôn cho các bác để các bác lựa chọn cho mình. Đến với cửa hàng em thì em có những dòng sản phẩm như là nồi cơm điện các bác nhé. Lồi cơm điện thì em chỉ mỗi một clip em sẽ lên kèm một cặp đôi thôi, để cho các bác yêu dòng sản phẩm nào thì nhấc máy liên hệ với em, cũng như là những chiếc quạt điện và chuẩn bị chào đón một mùa hè nóng lực ở ngoài Bắc này thì em lại lên sóng và báo giá luôn để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Em sẽ sơ qua và giới thiệu sơ qua một chút về những dòng sản phẩm trên cửa hàng em. Trước tiên là một đôi quạt tô gang sắt, là cào quạt cây có sải cánh 30 và chiều cao của nó là 1m2 các bác nhé. Đấy, gang sắt số đẹp, tất cả đẹp. Và một cây la sải cánh 40 và cao 1m8 các bác nhé. Thì em chỉ giới thiệu thôi để cho các bác biết thôi. Và một tiếp theo là một chiếc quạt la vân gỗ này, đế vân gỗ, và có sải cánh là 35 các bác nhé, có sải cánh 35. Đấy, chiếc này là cao 1m4, ship 1m4, gọi là cứ gọi là 1m4 đi, vì là cũng đo trên thông số thì họ nói là 1m4, nhưng mà gọi là ship 1m4. Bác nào mà quan tâm thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho. Còn em thì là hi hay đế, salier, cánh xoắn, bàn và một số dòng sản phẩm khác nữa. Thì bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Em đầy đủ các dòng sản phẩm để cho các bác lựa chọn, từ cao đến thấp, từ giá bình dân thấp nhất là 1.300.000 đồng cho đến mấy chục triệu cũng có các bác nhé. Như con la chữ A thì hôm clip hôm qua thì em lên thì em bán rồi. Đấy, 28 triệu cái là các bác cũng nhấc về luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Không phải là cứ ngẫu nhiên mà người ta lại nhấc ngay được như thế. Và bây giờ em sẽ lên từng chiếc và báo giá cụ thể các bác nhé. Thôi, trước tiên thì em sẽ đi vào chi tiết một cặp đôi lồi cơm điện nhé. Lồi cơm điện thì trước tiên là em sẽ cho các bác xem một chiếc Zuzi. Chiếc Zuzi UC này. Chiếc này là nó là 0.5 các bác nhá. Nó là 0.5. Là có dung tích gọi là lửa lít ấy các bác nhá. Có thể là các bác dùng được từ 2 cho đến 3 người ăn, tức là hoặc là các bác một mình đang sống độc thân thì sử dụng nó rất là ok. Và nó rất tốt, và công nghệ của nó là của người Nhật, người ta thiết kế ra là nó rất an toàn cho sức khỏe, cũng như là các bác mà lớn tuổi mà sử dụng lồi Nhật này thì nó công nghệ của nó đã có rất nhiều, như là hệ giảm các chất béo ở trong gạo, và nó rất tốt cho sức khỏe. Nên là các bác mà có tuổi rồi ấy, muốn sử dụng cho mình mà để giữ gìn sức khỏe thì lên sử dụng những dòng này. Đấy, dòng này nó rất là hay. Và chiếc này nó rất là đẹp nhé các bác nhé. Em nói luôn là những dòng sản phẩm đẹp gần như em đấu giá trên các trang đấu giá nhé, thì nó có một chiếc rất là đẹp để các bác nhìn. Đấy, có thể các bác lớn tuổi các bác có thể dùng chán luôn, không bao giờ phải suy nghĩ về nó. Và cũng như là có bác, như là các anh các chị mà có bố mẹ già, hoặc là bố mẹ mình đang sống độc thân thì quan tâm sức khỏe bố mẹ thì lên mua một chiếc lồi có dung tích lửa lít này về thì rất là nhỏ gọn và rất là ok. Đấy, em nói luôn, chiếc này nó cũng là hệ cao tần IH, nó là hệ cao tần IH thôi nhé, nhưng mà nó là cực kỳ là ok và bền luôn. Dòng này thì dùng là bền bỉ luôn. Hình thức bề ngoài của chiếc này thì rất là ok, mà mã số là em đánh số 1 luôn để cho các bác có muốn hỏi nó dễ nhé.
mỗi một clip thì nó khác nhau, thôi thì em cứ đánh như thế đi. Và chiếc này nó rất là mới thì em cũng nói luôn là chiếc này là gần như là hàng chưa qua sử dụng. Gần như chưa qua sử dụng luôn vì nó cực kỳ là mới nhé các bác nhé. Đấy, các bác mà muốn đam mê và những cái dòng lồi rất là đẹp mà bao zin cho các bác nhé. Em bao zin luôn cho các bác là nó gần như mới cứng cựa luôn. Các bác nhìn mới tinh luôn. Nó là lấu bằng cao tần nhé. Cao tần thôi nhé, nhưng mà nó là cực kỳ là ok luôn này, gioăng mới cứng cựa luôn này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn bên trong này, những chiếc lồi rất là mới thì mà lại giá trị rất là vừa tầm để cho các bác săn tìm. Và em cho các bác xem chiếc xoong của nó luôn để các bác biết được là nó mới mức độ nào. Xoong này em bao luôn là không lổ không bong chóc nhé, và rất là đẹp luôn. Để các bác nhìn xoong của nó rất là đẹp, nhỏ gọn xinh xắn, và nếu có thể là dùng được 2 cho đến 3 người là cũng vẫn ok. Đấy. Tầm 3 người là vẫn ok luôn, và con này nó lòng mề cũng rất là đẹp luôn. Đẹp luôn nhé. Thành vách đẹp này. Tất cả mọi chi tiết của chiếc này là em bao zin nguyên bản và độ đẹp luôn, độ mới luôn, không chảy xước, không móp méo. Những chiếc mà em báo luôn là không chảy xước, không móp méo nhé, kể cả là vận chuyển nhưng vẫn là rất là ok luôn, không có một vướng một cái gì luôn. Con này rất là đẹp. Con này là hiện tại là em đang bán ra với giá là 1.200.000 đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, giá rất là bình dân để cho các bác lựa chọn cho mình. Và bây giờ thì em sẽ lên cho các bác chiếc tiếp theo để cho các bác lựa chọn cho nó dễ, vì là mỗi một dòng sản phẩm này nó khác nhau. Hôm nay em chỉ lên một cặp đôi là cao tần thôi, nhưng mà nó rất đẹp rất mới thì em sẽ lên để cho rất nhiều bác quan tâm này. Chiếc này thì cũng là có dung tích là 1 lít này. Chiếc này là đời 2013 nhưng mà nó lại rất là đẹp. Đấy. Các bác chẳng phải là em cũng giới thiệu mà là em quay thì các bác cũng có thể nhìn thấy này, độ đẹp độ mới của nó luôn. Chiếc này là gần như là chưa qua sử dụng nhé. Đấy. Lôm la là gần như chưa qua sử dụng luôn. Đấy, các bác. Chiếc nào cũng đẹp mà chiếc nào cũng có giá trị của nó. Đấy, các bác nhìn này. Mới cứng luôn và gần như không có một vết xước nhé. Không có một, gần như không có một vết xước, chứ đừng nói là méo mới bẹp. Mà máy móc tất cả mọi chi tiết này em bao zin nguyên bản cho các bác nhé, nên các bác cứ thoải mái luôn. Đấy. Bao zin hết, các bác thấy chưa, chiếc này nó cực kỳ là ok, cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc này chiếc Parasolic, Parasolic nhé. Nếu các bác dùng hàng Parasolic thì các bác mới cảm thấy là nó rất là ok. Mã sản phẩm là XG gạch ngang HX103. Chiếc này là sản xuất năm 2013 các bác nhé. Nó là hệ cao tần IH nhé các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem về hình thức của chiếc này luôn, độ đẹp độ mới của chiếc này luôn để các bác biết được. Đấy, các bác nhìn nhá, giòn mới cứng cựa luôn này. Đấy, em cho các bác xem luôn để các bác nhìn thấy nhá. Con này nó mới cứng luôn, mới gần như là chưa sử dụng gioăng này, mới tinh luôn. Nói chung là nếu bằng công nghệ cao tần thì cực kỳ là ok rồi, nên là và giá tiền cũng hợp lý mà nó lại mới nữa thì các bác dùng thì chả bao giờ phải suy nghĩ gì. Đây các bác nhìn này, trong mới tinh luôn này, mới tinh luôn từ lòng trong dở ra luôn nhé, lúm nước là mới sáng choang hết này. Đấy, con này quá là mới luôn. Chỉ những bác mà đam mê mà muốn chơi những đồ Nhật này, hoặc là các bác mua cho bố mẹ mình mà sử dụng một chiếc này thì cực kỳ là ok luôn nhé. Nói luôn là không phải suy nghĩ gì nữa, nói thật. Đấy, các bác thấy chưa, đẹp long lanh luôn, nhưng đừng có nói là không một tì vết, không một tì vết. Chiếc này là gần như là họ người Nhật họ gần như chưa sử dụng, nói luôn là gần như chưa sử dụng luôn, không có một tì vết, một chấm ố vàng nào hay là gì cả. Những chiếc hàng đấu giá thì các bác biết rồi, em là thường là đấu những chiếc gần như là hàng lướt, hàng vừa mới lướt qua thôi. Đây các bác nhìn cái xoong của nó đồng vàng chóe chọe luôn, đẹp ưng ý luôn nhé các bác nhé, ưng ý luôn. Đấy,
Son của nó đẹp mỹ mãn luôn chứ không phải vàng cháy. Lòng mè này các bác nhìn này, đẹp chưa? Thôi sơ qua một chút như vậy thôi, bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Chiếc này thì em báo giá luôn để cho các bác đỡ phải là hỏi nhiều nhé. Em báo giá là tất cả các dòng phẩm trên cửa hàng em báo giá là giá bán tại cửa hàng và cái giá để các bác mua được, chứ không bao giờ báo thích báo để các bác mặc cả nhé. Chiếc này em bán ra với giá là 1 triệu 600 nghìn đồng, là giá bán tại cửa hàng luôn. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Đấy, rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ lên chi tiết cho các bác từng chiếc quạt một. Đấy. Và có giá là rất là hợp lý để cho các bác lựa chọn nhé. Giới thiệu với các bác là chiếc đầu tiên là một chiếc Salio này. Chiếc này là chiếc Salio này. Chiếc này là một chiếc quạt lửng nhé, có chiều cao của tất cả những dòng phẩm em báo luôn này. Quạt lửng là nó sẽ có chiều cao từ 85 cho đến 90 nha các bác nhé. Từ 85 cho đến 90. Thì hôm nay em chỉ lên những chiếc quạt có sải cánh là 30 và 25. Là nó là những chiếc quạt lửng nhé. Đây là một chiếc Salio số ngủ nhé. Con này là có 5 số và có chức năng số ngủ này, các bác nhìn nhé. Màu sắc tăng dần, số đầu tiên là số này là số ngủ này. Đấy, những dòng số ngủ thì các bác mà có tuổi rồi đấy, hoặc là nhà có trẻ nhỏ đấy, các bác sử dụng là cực kỳ là ok. Nhưng tất nhiên là quạt Nhật thì không căn cứ là cứ phải có số ngủ nó mới êm. Nó đều như nhau cả thôi. Nhưng nó có thêm một chức năng thì đương nhiên nó giá trị của nó cũng cũng có thể lệch lệch một chút. Vì nó thêm một chức năng thì đương nhiên là nó phải ok hơn một chút rồi. Còn về máy móc, về tính năng là như nhau, sử dụng là như nhau. Chiếc này là một đồng hồ hẹn giờ này, 5 số, màu sắc tăng dần và có chức năng số ngủ. Đây các bác nhìn nhé, em xoay rất là kỹ để các bác nhìn thấy nhé. Con này là em bao luôn các bác là không bể vỡ nhé, không bể vỡ và cũng gần như là chuẩn chỉ 100% luôn. Đấy, có chút vận chuyển này. Đấy. Còn đâu là gần như là đẹp long lanh hết, cái vận chuyển này nó không có đáng gì các bác. Nhưng mà em vẫn phải xoay cho các bác để các bác xem nhưng nó đẹp. Đây cái phần nhựa của nó đây, các bác nhìn nó đẹp chưa, đẹp mướt mượt như như một chiếc quạt mới luôn, đúng là như một chiếc quạt mới nhé. Đây, các bác nhìn từ trên cổ xuống dưới này. Đấy. Từ từng chi tiết một đây các bác nhìn, tem tiếc là vẫn còn nhé, tem vẫn còn, hộp đựng dây là ok nhé. Đây các bác nhìn thân thủ của nó đây. Con này màu rất đẹp luôn, màu rất đẹp luôn, màu tím luôn, cái này là màu tím đấy. Đẹp, cổ của nó sáng choang luôn nhé, các bác nhìn thấy cổ này, bầu này. Các bác nhìn nó đều tăm tắp từ trên xuống dưới chưa? Em soi luôn cho các bác để các bác nhìn thấy luôn. Con này thì đặc biệt ưu điểm của nó là nó đều là bầu biếc rồi, cổ kiếc rồi, cùng một màu. Lồng của nó là lồng si các bác nhé, lồng nó lồng si. Nên là các bác chú ý là khi mua sản phẩm là các bác để ý là lồng lồng si đấy, lồng lồng si. Cánh của nó cũng là dòng cánh đẹp rồi, nói chung là mới gần như là ok luôn đấy, lồng lồng si rất đẹp luôn. Chiếc này thì mã sản phẩm là 415 các bác nhé, mã sản phẩm là 415 và em đang bán ra với giá là 2 triệu đồng. Đấy, các bác nhé, những chiếc này thì em sẽ ưu tiên các bác là có đổi nguồn. Nếu các bác là có nhu cầu chuyển điện 220 thì em sẽ chuyển điện 210. Còn các bác là không có nhu cầu thì em sẽ bao ship. Đấy, tức là một trong hai dòng, hai sự lựa chọn thì em chỉ bao cho các bác được một phần thôi. Các bác chú ý là những dòng phẩm của em đi là đều có cọc là tối thiểu là 500 nghìn nhé. Các bác không cần phải hỏi lại. Đấy, bác nào mà theo dõi kênh thì các bác cứ chú ý khi mà đã alo cho em thì là các bác chú ý là tối thiểu là chuyển cọc 500 nghìn. Em báo giá đấy luôn, còn bác nào ưng thì mua, không ưng thì thôi. Còn miễn phải bình luận, miễn phải ném đá ném gạch nhé các bác nhé. Nên là cứ nói thẳng với em này, cứ theo số điện thoại của em đấy, gọi gặp trực tiếp và điện trực tiếp.
và muốn ném đá ném gạch thì gặp em trực tiếp nhé. Đây các bác, em sẽ lên cho các bác chiếc tiếp theo. Đây là một chiếc Toshiba, mã số là 416. Đấy là em nói luôn, chiếc này có giá là 1,9 triệu. Và 1,9 triệu là trong đó là có bao nguồn. Đấy, hoặc là ship, tức là bác các bác mà chỉ chọn một trong hai, một là chọn ship, hai là chọn bao nguồn. Đấy, nói luôn là từ các dòng sản phẩm ở cửa hàng em nhé. Và tiếp theo nữa, để cho các bác mình được nhìn thấy này. Chiếc này là 4 số, 2 đồng hồ, nút nhấn lên xuống. Con này rất là ok luôn. Đồng hồ là đồng hồ cáp này, đồng hồ hẹn giờ này, và 4 số này, 3 chế độ gió cùng nút nhấn lên xuống. Thân thủ là còn rất là ok và rất là ok luôn nhé. Và em bao luôn là không bể vỡ nhé. Đấy, nói luôn những cái dòng phẩm nào mà có xuất sát hay bể vỡ là em nói luôn. Còn các bác mà nhận hàng này, các bác lên chú ý kiểm tra, nếu bể vỡ thì các bác có thể cho quay đầu, không cần phải nói câu gì cả, bác cứ alo cho em trước khi nhận hàng nhé. Các bác chú ý là khi shipper mang hàng đến là các bác lên gọi cho em và kiểm tra. Còn nếu mà nó chỉ những cái mà nó nhỏ nhặt quá thì thôi, thì được các bác không nên để ý nó làm gì. Đấy, còn nó mà to này các bác phải điện cho em ngay, tránh tình trạng là các bác nhận hàng rồi xong mới báo là nó rất là bất lợi cho các bác. Đây các bác nhìn nhá, đây đây thân bầu nhá, bầu giờ còn rất sáng này. Đấy, nhưng riêng từ cổ và thân dưới là đều nhau. Đấy, mỗi một dòng sản phẩm nó khác nhau. Những có những chiếc thì bầu thì màu vàng, cổ thì màu trắng. Đấy, có những chiếc thì là thân màu vàng, bầu thì màu trắng. Nói chung là cái này thì nó không có ảnh hưởng một cái gì. Lồng trước là lồng mạ và lồng sau là lồng si, đều có sải cánh là 30 các bác nhé. Nên là các bác chú ý khi mua hàng, em nói luôn là kể cả bầu rồi tất cả các thứ là em bao luôn, cổ cánh là lành lặn nhé. Đấy, các bác cứ nhìn nhé, rất là ok luôn, bao lành lặn luôn. Đấy, còn tất nhiên nó cũng có phớt bạc theo thời gian một chút, tức là vì nó tuổi đời nó rất là cao mà nó không, vẫn có những cái điểm mà không thể tránh được. Con này là tem hộp này vẫn còn nguyên nhé, tem này thì là nguyên zin luôn, không có sầy, không có xước gì cả, tem vẫn còn lép căng như kẻ chỉ luôn. Đấy, các bác thấy chưa, thân thủ là rất là đẹp rồi, thân thủ thì không thể chê nó được, rất là ok. Thôi cứ báo luôn cho các bác để các bác dễ nhé. Chiếc này thì em đang bán ra với giá là 1,9 triệu nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em này, có giá 1,9 triệu thôi. Lồng của nó thì miễn chê luôn, không phải chê cái lồng nữa, lồng nó quá đẹp rồi. Cùng với bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc la xoáy. Chiếc này là hàng đấu giá của em thì mới về đây. Đấy, buổi chiều tối hôm qua là em mới về, bóc hộp ra, bóc trong thùng đấu giá của em từ Nhật về, bóc ra cái là hôm nay là em lên sóng luôn để cho các bác xem và lựa chọn cho mình này. Các bác nhìn thấy chưa, chiếc này thì hết bài luôn, đẹp hết bài luôn. Đấy, các bác thấy chưa, em bao zin luôn nhé, từng chi tiết một nhé, từng con ốc. Đây là riêng về các con la xoáy này thì em bao zin hết cho các bác luôn, các bác nhìn nó hết bài luôn, không có nói. Đây, cái vành lốc của nó là sáng choang luôn. Chiếc này thì đáng để các bác được sưu tầm rồi, vì là với cái độ đẹp độ mới như này là các bác có thể sưu tầm, chứ chưa phải là các bác chỉ để chơi không đâu, để quạt mát đâu, mà là sưu tầm của nó là rất là ok luôn, vì nó quá đẹp quá mới luôn, cánh trong suốt luôn, chiếc quá đỉnh cao luôn. Em nói luôn là gần như không cần phải suy nghĩ gì mà không một tì vết nào luôn. Các bác nhìn nó mới chưa, thực sự là đây là đáng đồng tiền để các bác bỏ ra để các bác sưu tầm và các bác chơi. Đấy, những cái hàng đấu giá em nói luôn là riêng về loa xoáy của nhà em ấy thì gần như là các bác thấy là nên con nào là mất con đấy ngay, và giá thì rất là hợp lý để cho các bác mua được, chứ không phải là thách để cho các bác bỏ chạy. Những chiếc nào mà em mua cao thì em bán cao, mua thấp thì em bán thấp, nói chung là cứ giá hợp lý là em bán thôi, chứ còn không căn cứ là các bác cứ cho là đắt mới là rẻ. Nhiều bác thì sẽ bình luận là xé giấy ra để mua, nhưng mà các bác nhìn đấy,
có ai đã xé giấy ra để mua đâu, mà hàng vẫn các bác vẫn ok, cảm thấy nhận được vẫn cảm thấy là mỹ mãn này, vẫn mua bình thường đâu. Đấy là những cái từ là lém đá lém gạch nhưng mà không ăn thua. Với những người mà đam mê chơi thì người ta không quan tâm là cái vấn đề là quan tâm là độ đẹp, độ mới này. Các bác nhìn thấy chưa? Chiếc này thì em cũng để trên đôn, nhìn rất là xinh và đẹp. Dây dợ là rất là đẹp, chuẩn chỉ luôn nhé. Đấy, chiếc nó quá đẹp như này thì không có gì để mà phải phàn nàn cả. Đấy. Rất là ok luôn. Chiếc này thì em mới vệ sinh xong, lắp vẫn mới vệ sinh sạch sẽ, từ dây dợ các thứ là mướt mượt luôn, cổ kiếc là đẹp luôn. Đấy, con này là có cả lúng xoay này, có cả lúng xoay luôn. Đấy, xin là chỉnh góc độ luôn. Đấy. Có cả lúng chỉnh góc độ. Con này rất là ok và rất là đẹp luôn. Con này là 4 số, 3 chế độ gió và đồng hồ cáp nhé. Đấy, con này là rất là hay và đẹp. Của nó không một tì vết luôn. Nếu mà các bác mà thấy một cái vết xước bằng cái sợi chỉ, alo cho em luôn. Này em bao luôn, không một vết xước bằng sợi chỉ nhé. Nên là các bác cứ thoải mái luôn để lựa chọn cho mình nhé. Lắm xoáy là đẹp, mỹ mãn luôn. Cổ kiếc đẹp. Cánh là bao lành nặng hết. Và mới, cánh mới luôn, trong. Đấy, chiếc này thì em bán ra với giá là có 5 triệu 500 nghìn đồng thôi. Giá bán tại cửa hàng và không có mặc cả nhé các bác nhé. Và cũng không có cái gì phụ kiện gì kèm theo đâu nhé các bác nhé. Riêng con xoáy này là không có một bất cứ một cái gì nhé. Bác nào ưng thì alo cho em, còn không thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ lên cho các bác dòng sản phẩm khác. Bây giờ em sẽ lên cho các bác, đây là một chiếc quạt bàn, con Fuji. Fuji thì nói đến những các bác mà chơi quạt thì có khi các bác không nghĩ nó là Fuji là cái gì. Đấy. Vì là hàng Nhật thì nó có rất nhiều thương hiệu như là Tiona, Toshiba, Hitachi, Salio này. Đấy. Rồi Fuji này, Mitsubishi này, rồi là Lex này, quạt Lex này. Đấy. Nó đều là có thương hiệu của dòng quạt Nhật nội địa nhé các bác nhé. Nên là các bác muốn chơi đồ thì các bác quan trọng nhất là độ đẹp, độ mới và chất gió là đều như nhau hết. Không có một chiếc nào là bỏ là khác với chiếc nào, là chất hơn chiếc nào. Quan trọng là độ đẹp, độ mới. Đây các bác nhìn, con này là một chiếc quạt bàn. Em đã tuyển rất là kỹ càng khi nó rất là đẹp. Các bác mã số là 421 và chiếc này có giá là 1,3 triệu nhé. Nói luôn để các bác biết, để các bác còn xem, tức là cái nó đẹp hay không. Có giá có 1,3 triệu thôi, không là nhiều bác lầm tưởng là đẹp như này thì lại cao lắm thì nên là nó khó này. Mỗi chiếc nó khác nhau hoàn toàn. Các bác nhìn nhá. Lồng mạ inox sáng choang luôn. Sáng choang luôn nhé. Lồng mạ inox sáng choang này, vành từng chi tiết. Chiếc này em bao luôn, nếu mà có một đốm, có một cái đốm thôi, các bác gửi lại em luôn nhé. Đây là em nói luôn là cái lồng mạ này nhé. Rất là đẹp luôn. Và hai nữa là thân thủ này. Thân thủ là em bao luôn bể vỡ nhé. Con này 4 số. Con này 4 số là phím bấm này của nó đã là phím bọc Meca rồi. Phím bọc Meca mặt giữa này mà bọc Meca rồi. Đấy, tanh tách luôn. Các bác thấy chưa? Vẫn còn kêu tanh tách luôn chứ không phải là... Đấy. Hai nữa là thân thủ là em bao luôn lành lặn, không bể vỡ. Đấy các bác nhá, rất là ok luôn nhá. Các bác nhìn từng chi tiết, từng từ đáy, từ góc cạnh này. Và con này nó tạo những cái điểm sóng gân này là của nó cực cứng luôn đấy, mà cực đẹp luôn chứ không phải là xấu đâu. Nên là các bác chơi thì các bác biết được. Em là thích thì em cứ hay làm những cái con nó đẹp, không thích làm hàng xấu để các bác nhìn thấy các bác chán. Đây này các bác nhìn này, màu này màu tím rất là đẹp luôn. Thân cổ em bao luôn lành lặn cho các bác nhé, mà không có một sầy xước gì một tí thì đi nào trên cái thân cột nhé. Đấy, cổ kiếc là lành tít luôn, bầu kiếc là sáng choang. Đó, bầu của nó có những cái dòng này thì bao giờ là bầu là màu trắng luôn các bác, không không phải ấy, máy to. Đấy, và lồng sau là lồng sơn,
ba dạo cũng thế, những con Fuji thì các bác cứ mua 100 con thì con nào cũng lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng sơn, và cỏ kiếc bầu kiếc ngon lành, tem vẫn còn nguyên nhé, tem vẫn còn nguyên luôn. Đấy. Con này là tem của nó vẫn còn nguyên luôn, tem thì nó vẫn còn mã số luôn chứ không phải tem của nó. Đấy. Đẹp, sau trước là bao lành lặn nhé, không bể vỡ một tí thì đi nào luôn nhé, các bác nhìn nhé, bốn vùng quanh luôn, màu đẹp, gió thì cực kỳ là êm luôn, những dòng này gió của nó chất gió như dòng la luôn. Cánh là màu xanh nước biển, trong vẫn còn trong, màu xanh nước biển. Con này em báo giá luôn là con này có giá 1,3 triệu, bác nào quan tâm thì alo cho em, không phải mặc cả đâu, các bác cứ thoải mái thì ưng thì các bác alo cho em. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác chiếc tiếp theo, chiếc La, chiếc La Tiona này, chiếc này lặng như cái cối đá lỗ luôn này, chiếc này là hàng đẹp, hàng VIP luôn đấy. Con La bân gỗ này. Đấy, chiếc này thì có sải cánh là 30 và chiều cao đủ 190 luôn. Đấy. Chiếc đẹp như này thì các bác không mua thì cũng hơi phí. Này, đế là sắt này. Mặt bọc nhựa rất là ok, đẹp. Vân gỗ này. Đấy, vân gỗ còn rất sáng trong. Đầu bọc lốc, đây là lốc, đây là lốc nhá, đây em mà chỉ còn chưa lau được là hơi vẫn còn hơi hơi ấy một tí, nhưng mà đây là lốc luôn nhé, đây là miếng lốc này, nó bọc miếng lốc ở đây. Đấy. Và hai nữa là chiếc này nó đồng hồ của nó các bác nhìn nó hiện đại chưa, đúng như là cái chén luôn, to đúng bằng cái ba chén hoa hồng nhá, miệng chén hoa hồng luôn và rất hiện đại luôn. Đây là bên này là đồng hồ cáp này. Đấy, đồng hồ cáp này. Đấy, đồng hồ cáp này, còn bên này là đồng hồ hẹn giờ nhé các bác nhé. Đấy. Đồng hồ vẫn còn ok, cót vẫn nhả kẹt kẹt luôn. Và con này thì số là số bọc inox, số này là số bọc inox luôn, để các bác sờ vào nó chỉ có bóng lên thôi nhé các bác nhé, sờ vào đây nó chỉ bóng lên. Và La Tiona và tem mác của nó này các bác nhìn nó còn mới này, tất cả chi tiết này, thân cột là mới từ trên xuống dưới luôn này, là bọc sáng choang. Đấy. Con này là 5 số và có chức năng số ngủ luôn. Con này có số ngủ luôn. Số ngủ này các bác nhìn nó biểu tượng số ngủ này. Đấy. Số siếc thì là vẫn hoạt động ok hết, là tanh tách hết. Con này có nút nhấn thu dây này, nút nhấn thu dây này. Đấy. Hai đồng hồ 5 số và có chức năng số ngủ. Thân cột đẹp. Vân gỗ đẹp. Nói chung là vân gỗ đẹp, còn có tí xây xước nho nhỏ một tí thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì cả, rất là đẹp luôn. Em bao luôn là lành lặn không bể vỡ nhé. Đấy, thân thủ đẹp này, dưới là sắt này. Lướt qua một lượt để cho các bác nhìn thấy này. Rất là ok luôn. Thân cột bao luôn là lành lặn luôn, không có xây xước bất kể một gì, gần như là đẹp. Nói chung là đẹp xuất sắc. Có nhìn bầu mới là cỏ này, mới thân này. Sáng gần như là đều tăm tắp, chỉ lệch nhau tí tí thôi, không có một gọi là đáng kể. Đấy, thân bầu, cỏ cánh này đẹp. Nói chung là lồng con này thì là các bác yên tâm tuyệt đối, lồng mạ cả trước cả sau luôn. Sau là cũng lồng mạ sáng choang luôn nhá, mạ lốc sáng choang luôn. Đấy, cánh của nó là cánh xoắn, cánh lưỡi diều. Đấy, cánh lưỡi diều. Ốc sâu rút. Đấy. Các bác nhìn này, lồng của nó này. Inox, logo thì mới kép, logo thì là gần như là mới tinh rồi. Những con như này thì các bác có biết thừa nó đẹp như vậy mà. Làm gì có mấy chiếc mà nó đẹp như thế này đâu. Logo led căng luôn như kẻ chỉ luôn. Đẹp. Nói chung là cực kỳ là ok rồi, cái dòng này nó chất. Nó chất thực sự luôn. Mang mã số là 418 mà con này cũng có giá 5,5 triệu. Các bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác chiếc tiếp theo để các bác xem và lựa chọn cho mình này. Chiếc La Dọc Dưa này.
là gọi la cổ đồng hồ bánh lái, phím bấm là bọc nhôm. Đây con này là đồng hồ bánh lái phím bấm bằng nhôm này, mã số là 419 và có giá là 1.900.000 đồng nhá, để cho các bác xem luôn, để các bác xem luôn nhá, logo led căng nhá, lồng của nó là lồng si, lồng si, riêng cái dòng này thì là 100% lồng si rồi, cánh nữa dìu và ốc nhôm, con này là ốc nhôm luôn nhá. Và hai nữa là thân thủ đẹp nhá, thân thủ này của nó rất là ok này. Và nữa là đồng hồ bánh lái này, phím số này. Đấy. Những dòng la dọc dưa gọi là la cổ này thì em về cũng khá nhiều, mà em cũng về đâu này em cũng bán, gần như là các bác khách là rất nhiều bác là đam mê về dòng này nên là mua rất mạnh. Đây là cái đế là sắt nhá. Đấy, đế sắt. Còn thân thì tất nhiên rồi, bằng nhựa rồi. Vì là đây bầu biếc này, cổ kiếc này, sáng đều như nhau, nói chung là sáng đều như nhau. Đấy. Trên dưới là sáng đều như nhau luôn. Đấy, sáng đều như nhau, hộp đường dây vẫn còn ok, tem thì cũng hơi bật một chút, nói chung là cũ rồi thì còn con thì còn tem led, con này cũng không, nhưng mà nó chưa chung quy cái đấy không quan trọng, nó vẫn còn là zin nguyên bản của nó là được. Đấy. Tất cả của nó rất là ok luôn nhá, lồng mèo cũng ok, nói chung là đều, nó đều đều từ trên xuống dưới. Chiếc này có giá có 1 triệu 9 thôi, đồng hồ bánh lái này. Đấy, phím phấm rất là đẹp luôn, logo led căng. Bác nào quan tâm đến mã sản phẩm này thì alo cho em nhé, 419 nhé. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác một chiếc tiếp theo nữa. Chiếc này thì nó chỉ là có một đồng hồ thôi, như chiếc này có hai đồng hồ thì em đang bán ra hôm xưa là nó chỉ khác nhau cái màu, nó là màu xanh rêu, màu xanh rêu thì em bán ra với giá là 3 triệu đấy, giá 3 triệu. Nhưng con này thì nó là màu cánh thường, nhưng nó có một đồng hồ, nói chung là cũng là đã là đẳng cấp rồi. Các bác nhìn kẻ sóng 3D, con này là kẻ sóng 3D rồi nhá, mặt này là kẻ sóng 3D rồi này đấy. Hai nữa là thân thủ của nó đẹp này, màu đẹp nhé. Con này là số bọc nhôm màu sắc tăng dần, đồng hồ bánh lái và logo cũng cùng mấy trang như là bên trên logo của nó luôn, nét căng luôn nhá. Đấy, và tiếp theo nữa là lan về lồng thì là lồng si, giới thiệu với các bác là lồng si. Như con này đây, các bác nhìn nó đã bọc inox rồi này, phần này đã bọc mã inox luôn này. Đấy, nó khác và nó đẹp đẹp thực sự, thân thủ thì cũng còn rất là ok luôn nhé, thân thủ là còn ok luôn. Đấy, các bác nhìn là led căng, cái này thì là led căng luôn này, 3D luôn này, soi vào là khi các bác dùng qua ánh điện thì nó sẽ mới phản chiếu lên. Còn hộp đựng dây là vẫn còn ok này, dây dợ thì vẫn ok luôn. Đế của nó cũng là đế 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 sắt luôn nhé, thành cách luôn này. Đế này cũng là đế sắt, tem thì vẫn còn nhưng mà nó bợt rồi, hơi bợt rồi. Đây các bác nhìn, vẫn còn nét căng như này cơ mà. Con này quá lét luôn chứ không phải là lét đấy. Nút nhấn lên xuống này, thân bầu cổ lồng này, màu sắc tương đồng, nói chung là đẹp, còn rất là đẹp luôn. Chiếc này thì rất là ok rồi. Các bác ưng thì các bác alo cho em thôi. Chứ những chiếc này thì gần như là cũng không phải là các bác thích thì nó có đâu, gần như là rất là ok rồi đấy, rất là đẹp luôn nhé. Đây là cái nhựa, nhựa nó bám mà. Rất là ok luôn đấy, nét căng luôn, nét căng như kẻ chỉ luôn này. Cánh lưỡi diều sải cánh là 30 và con này cũng là ốc nhôm luôn, ốc nhôm và ốc to luôn nhé, ốc nhôm ốc to. Con này thì em cũng đang bán ra với giá là 1 triệu 9 thôi, bác nào quan tâm thì alo cho em nhé, còn giá có 1 triệu 9 thôi. Đấy, giá rất đẹp, bác nào mà muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Tất cả các dòng sản phẩm trên cửa hàng em như Hi hai đế này, cũng với con giá trị như những chiếc quạt cây này và những chiếc nồi cơm điện, thì bác nào mà
nhã ý đến bất kể một dòng sản phẩm nào trên cửa hàng em thì nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em là số điện thoại luôn. Hẹn các bác ở video clip sau.